Vâng, em Đại Ngát Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em gửi đến cho toàn thể anh chị bạn một cái mẫu xe mới về cửa hàng nhé. Trước màn ảnh nhỏ của các bác anh chị bạn, đây là một cái mẫu xe Hyundai i10. Con này là một chiếc xe phiên bản sedan 2 đầu, sản xuất 2019, tư nhân một chủ biển Hải Dương, với động cơ máy 1.2 số sàn. Xe bao đẹp, bao zin cho anh chị bạn, từ mặt máy, từ keo chỉ, cột kéo, sắt xi, tất cả đều zin nguyên bản theo xe. Zin 100%, xe không lỗi nhỏ anh chị bạn nhé. Một chiếc xe gia đình đi không lỗi nhỏ, với giá tiền chỉ hơn 200 triệu đồng. Anh chị bạn nhà mình đã có thể sở hữu ngay một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, hoàn toàn không dịch vụ, không taxi. Thì rất mong anh chị bạn nhà mình đang quan tâm đến mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Lại Ngát Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 để sở hữu ngay cái mẫu xe này nhé. Vâng, là một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu, không dịch vụ, không taxi. Đấy, rất đẹp cho anh chị bạn có thể lựa chọn. Màu trắng ngọc trai nguyên bản, đăng kiểm mới tinh đến tháng 7 năm 2025. Xe cam kết cho anh chị bạn là không lỗi nhé. Độ phun đồ, đấy. Con này độ hệ thống màn hình cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết rồi anh chị bạn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Với giá tiền chỉ có hơn 200 triệu đồng. Các bác anh chị bạn nhà mình đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe sedan 2 đầu, rộng rãi, giá rẻ, sản xuất 2019. Đấy, từ keo chỉ đến máy móc đều zin nguyên bản. Sơn zin của xe còn đạt đến 90% là sơn zin. Đấy, xe hoàn toàn không lỗi gì hết nha anh chị bạn nhé. Anh chị bạn mình quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0866010016 ạ. Về phần đuôi xe thì có được chủ xe trang bị cảm biến chống va chạm đây ạ. Đấy, trang bị 4 nút cảm biến chống va chạm anh chị bạn nhé. Biển Hải Dương, tên tư nhân 34A31857. La răng thì của xe được chủ xe để nguyên, chưa có lên la răng đúc. Vẫn còn bộ la răng sắt nguyên bản từ mới đến giờ. Nội thất ghế da đẹp luôn. Đây ạ. Đấy, chủ xe trang bị bộ ghế da rất là sáng nha anh chị bạn nhé. Đấy, rất là sáng luôn. Đây ạ. Đấy, màn hình đầy đủ hết nha anh chị bạn nhé. Đó. Trần nỉ bọc ni lông sạch đẹp luôn. Đây, tắp lô tắp ly của xe là hoàn toàn không có dấu hiệu của khoan và hoàn toàn không lỗi gì hết. Đấy, tắp lô tắp ly của xe này. Phần tắp ly của xe là hoàn toàn không có dấu hiệu của hao mòn, đúng không ạ? Keo chỉ là zin 100%. Xe này thì em bao tách hãng cho mọi người luôn. Đây, bao tách thợ tách hãng toàn quốc cho anh chị bạn nhé. Đây ạ. Đó, tắp lô tắp ly cánh bên phụ đằng sau này. Đấy. Tất cả đều zin nguyên bản theo xe. Đấy, xe phải nói là rất giá thảm hại luôn. Đấy. Rất giá rất là sâu, giảm giá rất là sâu anh chị bạn nhé. Đời 2019 mà có hơn 200 triệu đồng thôi. Anh chị bạn mình quan tâm thì alo trực tiếp cho em Lại Ngát Ô Tô. Đó, la răng sắt nguyên bản, đèn đóm zin hết 100%. Sản xuất 2019 nha các bác nhé, 2019 nhé. Con này thì nếu anh chị bạn nhà mình có nhu cầu muốn làm trả góp ngân hàng thì bên em vẫn hỗ trợ cho góp ngân hàng thoải mái luôn. Được 50-70% giá trị xe nhé các bác nhé. Đây, đây em sẽ mở máy lên cho các bác chị xem. Order của xe đi được 7 vạn mốt. Order là order chuẩn luôn, không một chút nào tua cả. Đấy, đây vô lăng anh chị bạn có thể xem cái phần vô lăng của nó này. Đây ạ. Đấy, vô lăng còn rất là mới nhá. Đấy, mặt cắp còi chưa hề có một chút nào là hao mòn hết. Đó. Xe này thì là một chiếc xe bản thiếu thôi, chưa nên là nó không có từ khí an toàn, không có phanh ABS. Đấy, là một chiếc xe bản thiếu nhá anh chị bạn nhé. Cổ số này. Xe cực đẹp luôn. Đấy, các chức năng của xe hoạt động rất là tốt luôn. Nhô 200 thôi. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe tư nhân chính chủ một chủ từ mới, rất là đẹp. Đây, chân côn, chân phanh, chân ga đây. Mọi người thấy đấy ạ. Đó. Bậc bước lên xuống được chủ xe trang bị cả cái ốp mạ e-lock. Đây ạ, phần khoang cốp đằng sau để đồ này. Đây. Ốc lắp cốp đằng sau chưa tháo hạ gì nhé các bác nhé. Keo chỉ zin 100% nhé. Đấy. Không có tháo hạ gì cả. Đây, cầm bệ đây, chủ xe cũng dán chống ồn này.
chống mục chống mọt đầy đủ hết này. Đấy, bác chủ xe rất là cẩn thận luôn, đúng không ạ? Đấy, đây là xe đi cực là ít, rất là giữ gìn. Đây, máy móc đây em sẽ mở phần máy lên nào, cho mọi người xem phần máy nhé. Vâng, khi đứng bên ngoài là hoàn toàn không nghe được tiếng máy nổ luôn. Máy nổ cực kỳ êm. Đấy, tất cả từ mặt máy đến phần chân máy, từng con ốc là chưa hề tháo mở gì hết. Đây ạ, máy rất êm luôn. Đây, mọi người có thể nghe tiếng máy của em này. Máy nổ rất êm nhé. Con này thì em bao tiếp hãng toàn quốc cho mọi người luôn. Đấy, em bao tiếp sở tiếp hãng toàn quốc cho mọi người luôn. Đời 2019 nhé. Đời 2019 mà giá chỉ có hơn 200 thôi. Anh chị bạn nhìn quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em lại ngắt ô tô nhé. Đấy, tất cả con ốc từ mặt máy đến những con ốc này chưa hề tháo mở gì hết. Đây ạ, chưa hề bạn mở bất kỳ một con ốc nào cả. Ốc lắp turbo này chưa hạ nha con nhé. Đó, xe bao zin toàn tập cho mọi người luôn. Đấy, bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Dạ vâng, vừa rồi em lại ngắt ô tô và gửi đến cho toàn thể anh chị bạn một cái video một chiếc xe mới về cửa hàng. Con này i10 đời 2019, tư nhân một chủ từ đầu. Với động cơ máy của nó là 1.2 số sàn. Một chiếc xe một chủ từ mới đi, không dịch vụ, không taxi, và cam kết cho anh chị bạn là không lỗi nhỏ nhé. Giá chào bán chỉ có hơn 200. Bác nào đang quan tâm và muốn biết cái giá của cái mẫu xe này giá nào thì alo trực tiếp cho em lại ngắt ô tô nhé. Số hotline của em là 0866010016 nhé. Rất ơn mọi người đã luôn đồng hành, và xin chào, xin hẹn lại quý vị và các bạn trong cái mẫu video sau.